Dự án nâng cấp mặt đường thảm nhựa tuyến đường DT978 theo tiêu chuẩn cao tốc cầu Sọc Ninh Quế có chiều dài 22 km do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư với tổng vốn 33 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12 năm 2023, dự kiến hoàn thành tháng 8 năm nay. Sau hơn 3 tháng thi công, đơn vị nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và san lấp Bạc Liêu đã hoàn thành 10 km đoạn từ cầu Sập đến Vĩnh Hưng, đạt hơn 40% khối lượng công việc, vượt tiến độ 30%. Công trình với hồ sơ thiết kế là nâng cấp mặt đường phối đá dăm thảm nhựa, độ dày 5 cm, chiều ngang 5,5 m, được giám sát bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên liên doanh Thuận Hưng Ngọc Phú. Đơn vị thi công là làm tuân thủ các cái hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn quy định hiện hành rất là chặt chẽ, và các bên chủ đầu tư, đại diện ban quản lý dự án, tư vấn giám sát là kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các cái khâu từ cái vật liệu đầu vào, từ cái chất lượng công trình cho đến cái chất lượng đầu ra. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, tuyến đường DT978 không chỉ có vai trò giao thương hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện Hồng Dân, Phước Long, mà còn liên kết với tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Trần Đề - Hà Tiên. Do đó, ngành giao thông cùng nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch tỉnh nhà.